Chào các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Train On. Hôm nay chúng ta tiếp tục với cái bài Welcome Back nhé. Chúng ta giải sách học sinh Welcome Back trang số 8. Family member, tức là cây gia đình, những thành viên trong gia đình nhá. Member là thành viên. Lucas say là family tree and write the missing word. Hãy nhìn vào cái cây gia đình, cái phả hệ cây gia đình của Sheila và viết những cái từ còn thiếu. Bây giờ chúng ta coi cái sơ đồ này. John là ông, granddad là ông, grandma, grandmother đó, grandma là bà. Ngoài ra chúng ta có từ grandmother, ông, ngoài cái từ granddad chúng ta còn có grandfather nhá. Rồi dad này, mum này, mình có rất nhiều từ để nói về mẹ, mum hoặc là mother. Rồi uncle thì sẽ đi kèm với aunt, dì, cô dì, chú bác. Uncle là chú, uncle là chú, bác, cậu, aunt là cô, thím, dì. Ok, nó phù hợp với nhau. Nếu ở đây gọi ông này, ví dụ như bà, ông Sam với bà Nancy kết hôn đẻ ra ba đứa này, Mark, Sheila và Helen. Rồi ông Peter này là chú thì là em hả? Cậu chứ. Ông Peter này cậu, cậu của Sheila thì đây sẽ là mợ, đúng không? Ông John với bà Kay lấy nhau đẻ ra có hai người con là Nancy và Peter. Nancy thì kết hôn với ông Sam đẻ ra ba người con, Mark, Sheila và Helen. Còn Peter là ông em đó thì lấy bà Kim sinh ra hai đứa Christy và George. Ok, hiểu không? Vậy bây giờ ở đây chúng ta này, đây là con Sheila làm trọng tâm đúng không? Lấy con Sheila làm trọng tâm thì cái con Helen là sister, chị em gái với con Sheila. Rồi cái thằng George này sẽ, con Sheila gọi thằng George là em họ, cousin, anh em họ, cousin là anh em họ. Rồi ok, chúng ta xuống bài dưới đây. Chúng ta có cái từ have a got. Have a got, nếu chủ ngữ số nhiều xài have a got, chủ ngữ số ít xài has got, và nó dịch là có. Hãy nhìn vào gia đình, cây gia đình trong bài số 9 lúc nãy đó, và điền vào chỗ trống với have a got, has got, haven't got, hasn't got. Khi mà thêm not vô thì thêm trực tiếp vào đây, đọc là haven't got, không có, hasn't got, không có. Vậy là chúng ta đọc đây chúng ta mới làm được. John và Kay tức là hai cái ông bà già đó có bốn đứa con, sai ha, là không có bốn đứa con. Chủ ngữ số nhiều các bạn xài have và thêm not mà là haven't got, rất dễ. Sang câu số 2, Nancy và Sam. Nancy và Sam này, Nancy đây, Nancy và Sam. Nancy và Sam có một cháu trai, nephew là cháu trai, niece là cháu gái. Nephew cháu trai, các bạn từ mới, cháu trai và niece cháu gái. Yes, đúng rồi, have a got. Rồi Christy có ba anh em họ, Christy có ba anh em họ là đúng, số ít phải has got. Max có hai brother là sai, nó không có anh trai, vậy là hasn't got, hasn't got. Sheila và Helen, Sheila và Helen là ai? Sheila và Helen có một anh trai, đúng rồi, have a got. Peter có một brother, Peter là đứa nào? Peter có một brother là sai, Peter chỉ có sister thôi, ông cậu đó, vậy là hasn't got. Rồi chúng ta hoàn thành câu hỏi và sau đó trả lời. Bây giờ cứ vẫn xài have a got hoặc là has got thôi. John là chủ ngữ số ít thì chắc chắn xài has rồi, và đây got rồi, và chúng ta dịch nghĩa để trả lời. John có một bà vợ đúng không? Đúng rồi, yes. Chủ ngữ ở đây là, sorry, chủ ngữ đây là he has, yes he has. Sam và Nancy là số nhiều thì các bạn phải xài have rồi. Have là Sam và Nancy có ba đứa con đúng không? Đúng là yes, they are, quên, yes they have a, yes they have a. Hỏi bằng cái gì trả lời bằng cái đó các bạn. Kim thì xài số ít xài has rồi. Kim có hai con gái đúng không? Daughter là con gái các bạn, daughter con gái. Con gái Kim, has Kim got. Kim là cái bà này nè, bà Kim đây có hai con gái không? Sai ha. Vậy no thì các bạn, no, và Kim là con, là chủ ngữ số ít xài she has dần, no she has dần, no she has dần, no she has dần, mũi nhiều quá.
Rồi tiếp theo, John và Kay là số nhiều xài have. Have got. John và Kay là hai ông bà già, có bốn đứa con, bốn đứa cháu đúng không? À, sai, có năm đứa mới đúng. Vậy ở đây grandchildren là cháu nha. Vậy no day heaven. No day heaven các bạn. No day heaven. Rồi vẽ cây gia đình và nói về gia đình của bạn. À, bạn này tự làm nhé. Rồi cái bài số 10, trang 9, 10, trang 8 là chúng ta tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn. Bài trang số 9. Goodbye and see you later.